Dạ, em Phượng xin chào anh chị gần xa ạ. Hiện tại nha, em đang có mặt tại ấp Đông B, xã Nhị Bình của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ, trên cái mặt tiền đường bê tông 1,5 mét này nè, chủ có ký gửi cho bên em một cái thửa đất có thổ cư luôn, khá là đẹp luôn. Giá chỉ có là 450 triệu đồng thôi ạ. Dạ, theo cái hướng màn hình của em á, đây nè, thì mình đi tầm khoảng là 200 mét là mình ra đến đường nhựa Cao Văn Kỳ nha. Ở đây thì dân cư sống đông đúc, nhà của lối xóm chung quanh nè. 200 mét thôi là mình sẽ ra đến đường nhựa Cao Văn Kỳ. Ở đó mình rẽ phải tầm khoảng là 400 mét nữa là mình sẽ ra đến tỉnh lộ 876. Ga chợ Đông Hòa, Bách Hóa Xanh, trường học của Đông Hòa luôn. Đây nè. Đó. Dạ, và còn theo cái hướng ngược lại này nha, hướng ngược lại này á, mình đi tầm khoảng 200 mét là mình đi ra tới ngay cái đường bê tông 2,5 mét. Ở đây á, thì cô chú anh chị hay gọi là đường Sớm Voi. Ở ngay cái vị trí đó mình rẽ phải 50 mét thôi là mình cũng ra đi ra đến đường nhựa Cao Văn Kỳ để đi thông về tỉnh lộ 876 ra chợ Đông Hòa, rồi ra quốc lộ 1A hay về chợ Vĩnh Kim luôn. Còn mình rẽ trái là mình thông về huyện lộ 36 để ra ngoài ủy ban Bình Trưng, đi chợ Thuộc Nhiêu, chợ Dưỡng Điềm, đường thông thoáng nhiều hướng ạ. Khu vực này thì dân cư sống khá là đông đúc luôn, điện nước wifi đều kéo ngang đất. Tuyến đường của mình thì là tuyến đường thông, mình ra quốc lộ 1A chỉ tầm khoảng là 1,5 km thôi ạ. Về thành phố Hồ Chí Minh, em tính từ vị trí cột mốc bến xe miền Tây thì khoảng là 65 km. Đây. Đường đó thì là đường bê tông, đường thông hiện tại thì chỉ tầm khoảng 1,5 m, có đoạn sẽ rộng khoảng 2 m. Mình cách đường ô tô cũng chỉ khoảng là 200 m thôi. Tổng diện tích đất là 269 mét vuông, có 100 mét vuông là đất thổ cư với mặt tiền ngang là 7 mét nha. Chiều sâu vô là 42 mét. Hướng đất của mình là hướng đông bắc. Chủ đang kêu bán với giá là 450 triệu đồng ạ. Đất mình thì cao ráo sạch đẹp nha, không có màu mỡ. Có một cái khuyết điểm duy nhất là chủ không có ở đây nên cây cỏ mọc nhìn rất là tùm. Đây nè, đối diện với khung rảnh đất mình là nhà của cô chú hàng xóm rồi. Dạ, thửa đất mà em đang muốn giới thiệu cho mình có cọc ranh từ cái vị trí này nè, hai cái trụ bê tông này nha. Mình kéo dài qua bên đây tới cái trụ bê tông bên đây nè là 7 mét. Đây, tới cái trụ bê tông này là 7 mét nha. Sâu vô là 42 mét, tổng diện tích 269 mét vuông, có 100 mét vuông đất thổ cư. Chủ kêu bán cái thửa đất này với giá là 450 triệu đồng ạ. Đất thì có sổ hồng sẵn nè, pháp lý rõ ràng luôn, cao ráo bằng phẳng. Đây, để em bước nè. Là chủ ở xa cũng không có đi tới lui đó anh chị, nên là cây cỏ nó mọc quá trời quá đất luôn. Ở đây thì nó bằng phẳng nha anh chị. Đây nè, đó. Rồi cái này giờ em cô chú anh chị mình chỉ còn dọn lên cái đám cỏ này thôi là thửa đất tuyệt đẹp luôn ạ. Ấp Đông B, xã Nhị Bình của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, 269 mét vuông với mặt tiền ngang là 7 mét nha, sâu vô là 42 mét nha, có 100 mét thổ cư. Đường ở phía trước là đường thông, dân cư sống cũng khá là đông đúc luôn. Mình cách đường ô tô chỉ tầm khoảng 200 mét thôi, mình ra tỉnh lộ 876, chợ nè, Bách Hóa Xanh, trường học của Đông Hòa. Cũng như là ủy ban của xã Đông Hòa thì chỉ tầm khoảng là 1 km. Mình ra quốc lộ 1A là 1,5 km, 65 km nếu anh chị cô chú mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về thửa đất này ạ. Đất cao ráo bằng phẳng nha. 450 triệu cho 269 mét vuông đất, mặt tiền ngang là 7 mét, sâu vô là 42 mét, có hẳn 100 mét thổ cư. Đường ở phía trước là đường thông nè, đường bê tông 1,5 mét, cách đường ô tô hiện tại chỉ khoảng là 200 mét thôi, 450 triệu. Giá này thì chủ sẽ bao hết thuế phí công chứng sang tên đến khi ra sổ hồng cho mình luôn. Dạ, anh chị cô chú có quan tâm đến thửa đất em đang giới thiệu, vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0947 071 3333.
1309. Dạ em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi em xin phép được kết thúc video của em ở đây. Một lần nữa cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô chú cũng như anh chị đã lựa chọn theo dõi video của em trong hàng ngàn hàng vạn video khác ạ. Rồi em xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo nha.